Kim Ngân chào các bạn. Nếu bạn muốn một cuộc sống tầm thường, vậy bạn sẽ gặp phải những ngăn trở bình thường. Nếu bạn muốn một cuộc sống tốt nhất, vậy bạn nhất định sẽ gặp phải những thử thách lớn nhất. Thế giới này rất công bằng, bạn muốn thứ tốt nhất, vậy phải chấp nhận những vết thương đau nhất. Nếu có thể vượt qua, bạn thắng. Cái gọi là thành công không phải là nhìn xem bạn thông minh bao nhiêu, mà là bạn có thể mỉm cười vượt qua những cửa ải khó khăn bao nhiêu. 1. Tuổi trẻ như một chú ngựa, không chịu rèn luyện thì mãi chỉ tầm thường, chẳng bao giờ thành thiên lý mã. Có một con thiên lý mã trẻ tuổi đang đợi đại anh hùng đến phát hiện ra nó. Thương gia đến nói: "Bạn sẵn lòng đi theo tôi không?" Ngựa lắc đầu nói: "Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được?" Binh lính đến nói: "Bạn có muốn đi theo tôi không?" Ngựa lắc đầu nói: "Tôi là thiên lý mã, một binh sĩ bình thường sao có thể phát huy hết khả năng của tôi?" Thợ săn đến nói: "Bạn sẵn sàng đi theo tôi không?" Ngựa lắc đầu nói: "Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn?" Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được cơ hội lý tưởng cho mình. Rồi một ngày, Khâm Sai đại thần phụ mệnh đến nhân gian tìm kiếm thiên lý mã. Thiên lý mã gặp được Khâm Sai đại thần mừng rỡ nói: "Tôi chính là thiên lý mã mong muốn tìm." Khâm Sai hỏi: "Bạn có thông thuộc đường đi trên đất nước chúng ta không?" Ngựa lắc đầu: "Bạn đã từng ra trận, có kinh nghiệm tác chiến chưa?" Ngựa lắc đầu. Khâm Sai lại hỏi: "Tôi có thể dùng bạn vào việc gì?" Ngựa trả lời: "Tôi có thể một ngày đi được 1.000 dặm, một đêm đi được 800 dặm." Khâm Sai đại thần cho ngựa chạy thử một đoạn trường. Ngựa cố gắng hết sức chạy tiến lên phía trước, nhưng chỉ được một đoạn đường, nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa. "Người già rồi, không dùng được." Nói xong, Khâm Sai liền bỏ đi. Ngẫm, bạn thân mến, hôm nay những nỗ lực tưởng như bình thường của bạn đều là tích lũy cho tương lai. Mỗi một lần kinh nghiệm, mỗi một lần không vui, mỗi lần bị từ chối đều đặt nền móng cho thành công sau này của bạn. Đừng đợi chờ cơ hội hoàn hảo đến với mình rồi mới hành động. Bởi đến lúc già rồi, không chạy nổi nữa giống như chú ngựa kia thì mới hối hận không kịp. Thành công không phải là một con đường thẳng, mà nó là một hành trình gập ghềnh, gian nan. Nhưng nếu bạn luôn xác định rõ mục tiêu, hiểu rõ những thế mạnh và nguồn lực của mình, thì bạn sẽ tìm được con đường ngắn nhất để đi tới đó. Tuổi tác không nói lên được độ trưởng thành, điểm số không nói lên được năng lực, những lời đồn đại không nói lên bạn là ai. Vì vậy, ngày hôm qua như thế nào không quan trọng, quan trọng là hôm nay ra sao, ngày mai bạn sẽ thế nào. Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng chỉ cần nỗ lực, kiên trì vượt qua thì nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp. 2. Câu chuyện về một con la chạy nhanh như ngựa. Một triết gia đi ngang qua một đồng cỏ, thấy một con la đang thở dài, liền đến gần hỏi: "Tại sao cậu thở dài?" "Mỗi ngày tôi thức dậy sớm để kéo hàng hóa cho ông chủ của tôi, nhưng thậm chí tôi không được cho ăn. Ông xem tôi có nên thở dài hay không?" "Cậu không hài lòng với tình hình hiện tại?" "Tất nhiên là không hài lòng rồi, ít nhất cũng phải để tôi ăn no mới được chứ." Lúc đó, cách đó không xa, một đàn ngựa đang chạy, con la nhìn thấy liền nói: "Ông thấy đấy, ngựa cũng là thành viên của gia tộc chúng tôi. Chúng được ăn ngon hơn tôi nhiều và ở nhà cũng tốt hơn tôi." "Tại sao ngựa được sống sung sướng hơn cậu?" Triết gia hỏi. "Bởi vì mọi người ở đây rất cần ngựa, mọi người có thể cưỡi ngựa trên đồng cỏ rộng lớn này." "Cậu biết lý do cậu phải sống khổ sở không?" Triết gia lại hỏi. "Xin hãy nói cho tôi biết." Con la cầu xin. "Sao cậu không thể chạy như một con ngựa?" "Tôi sinh ra đã không thể chạy nhanh rồi mà," con la nói. "Cậu thực sự cố gắng thử chưa?" Triết gia hỏi lại. "Chưa từng," con la cúi đầu. "Cậu phèo cách chạy như một con ngựa để người chủ có thể thấy giá trị của cậu. Khi đó, họ sẽ đối xử với cậu khác đi." Nghe triết gia phân tích, con la quyết định học kỹ năng chạy nhanh của loài ngựa. Từ hôm đó, ban ngày con la vẫn thổ hàng hóa cho chủ, ban đêm nó lại kiên nhẫn học chạy nhanh như ngựa. Cứ như vậy, qua luyện tập vất vả, cuối cùng
con La cũng có thể chạy nhanh như một con ngựa trên đồng cỏ. Khi ông chủ của con La sau khi phát hiện ra nó có thể chạy nhanh như một con ngựa, liền không để nó thổ hàng như xưa mà cho nó tham gia vào đội chăn thả gia súc như những con ngựa. Kể từ đó, con La không phải làm việc vất vả, được hưởng đãi ngộ như một con ngựa. Cuối cùng, nó đã thực hiện được ước mơ của mình. Ngẫm, có thể thấy, có được sự chỉ dạy của triết gia, con La đã học được bản lĩnh chạy nhanh của ngựa, từ đó thay đổi vận mệnh của chính mình. Cũng giống như người có khát vọng thoát nghèo đói và được đánh thức bởi một câu nói từ một người thành công, từ đó xem như là bí quyết để làm giàu. Thông qua thay đổi bản thân, người đó nhanh chóng chứng minh giá trị bản thân mình và đạt được thành công. 3. Hai hòa thượng đào giếng. Có hai hòa thượng sống ở hai ngôi chùa trên hai ngọn núi liền kề. Giữa hai ngọn núi có một con suối. Hai hòa thượng mỗi ngày sẽ xuống suối lấy nước vào cùng một khoảng thời gian. Cứ như vậy, 5 năm đã trôi qua. Bỗng một ngày, vị hòa thượng ở ngọn núi bên trái không xuống núi lấy nước. Vị hòa thượng ở ngọn núi bên phải nghĩ, hay ông ấy ngủ dậy muộn và không nghĩ ngợi gì nhiều. Sang tới ngày thứ hai, vị hòa thượng kia vẫn không đi lấy nước. Ngày thứ ba cũng vậy. Cứ như vậy liền một tháng, vị hòa thượng còn lại bắt đầu nghĩ, hay ông ấy bệnh rồi. Vậy là ông ấy trở sang ngọn núi bên cạnh để thăm người bạn của mình. Khi trông thấy ông bạn đang tập thái cực quyền ở trong chùa, vị hòa thượng rất tò mò, hỏi, đã một tháng liền, ông không xuống núi lấy nước rồi. Không lẽ ông không cần uống nước à? Vị hòa thượng kia liền chỉ vào một cái giếng và đáp, 5 năm nay, mỗi ngày sau khi tập quyền xong, tôi đều đào cái giếng này. Bây giờ tôi có thể lấy nước trong giếng này mà không cần xuống núi nữa. Và tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho thái cực quyền. Ngẫm, chúng ta thường quên mất khoảng thời gian sau giờ làm để đi đào cho mình một cái giếng. Chúng ta lãng phí thời gian đó cho tivi, cho những cuộc nhậu nhẹt mà không biết học hỏi, rèn luyện để khơi thêm cho mình một vài dòng thu nhập. Nếu biết tận dụng thời gian thì chúng ta có thể giống như vị hòa thượng ở ngọn núi bên trái. Đợi khi chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta không những vẫn có nước uống, uống một cách nhàn nhã mà còn có nhiều thời gian dành cho sở thích của mình hơn. 4. Có hơn một cách để thành công. 4 thầy trò Đường Tăng sau khi trải qua 9981 kiếp nạn, cuối cùng cũng thỉnh được chân kinh về. Sau khi về tới đại đường, Hoàng thượng liền đãi tiệc mừng cho 4 thầy trò. Hoàng thượng hỏi Đường Tăng, thầy nhờ cách nào mà dẫn đến sự thành công hôm nay? Đường Tăng trả lời, bần tăng nhờ niềm tin, chỉ cần ta không chết thì sẽ thỉnh được chân kinh về. Một niềm tin mãnh liệt tạo ra sự kiên trì bất diệt. Sau đó, Hoàng thượng hỏi Tôn Ngộ Không, còn người nhờ cái gì? Ngộ Không trả lời, ta nhờ năng lực tài giỏi và đòn bẩy mối quan hệ. Sau đó, Hoàng thượng hỏi Bát Giới, người đụng một cái thì quăng cảo sắt của người bỏ chạy, thì làm sao mà người có được thành công? Bát Giới trả lời, ta chọn đúng đội nhóm. Trên con đường đi đến thành công có người giúp đỡ, có người chỉ dạy, có người hướng dẫn, không muốn thành công cũng không được. Cuối cùng hỏi tới Sa Tăng, nhà người thành thật ngay thẳng như vậy, làm sao mà thành công được? Sa Tăng trả lời, ta chỉ đơn giản là vâng lời và làm theo. Ngẫm, thành công của mỗi người không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau, đó là chọn lựa. Bạn chọn lựa con đường thế nào thì cuộc đời bạn như thế đó. 5. Anh nông dân nghèo đói. Có một vị thương gia đi ngang qua, thấy một anh nông dân nghèo đói đáng thương, liền ngỏ lòng giúp đỡ bằng cách cho hạt giống. Người thương gia hỏi anh nông dân, trồng lúa mì nhé, tôi tặng anh hạt giống lúa mì. Nông phu đáp, mỗi ngày đều phải chăm sóc nó thật tốt. Không, tôi sợ rằng trời sẽ không mưa. Người kia lại hỏi, vậy anh trồng bông không? Tôi có hạt bông này. Anh nông dân nói, không, tôi lo lắng sâu sẽ ăn bông. Người kia hỏi tiếp, vậy anh sẽ trồng loại cây gì? Anh nông dân nói rằng, cây gì ông gợi ý cũng không được, tôi muốn đảm bảo chắc chắn và an toàn. Ngẫm, mọi điều đều không muốn nỗ lực, đều không muốn mạo hiểm, luôn sợ rủi ro. Những người như vậy khó có thể làm nên việc gì. Một cái đầu chứa đầy nỗi sợ hãi sẽ không có chỗ cho những khát khao. Đam mê luôn cháy chính là động lực
giúp bạn có được một cuộc sống đúng nghĩa. Đừng bao giờ cảm thấy sợ hãi vì cuộc đời không ban phát sự may mắn vô cớ. Tất cả đều từ sự nỗ lực của bạn mà ra. Nếu bạn duy trì sự hèn nhát, không dám thử thách, không dám đối diện, bạn không thể làm nên công to việc lớn gì cả. Một cái đầu chứa quá nhiều sự sợ hãi chỉ có tác dụng kéo lùi bạn lại hoặc giữ bạn tại chỗ đó không bao giờ phát triển lên được. Hãy vượt qua nỗi sợ và sống một cuộc đời vĩ đại nhé! Sách tóm tắt, chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.